xin chào các bạn, mình là Phúc Phan TV đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái video dành cho những anh em chuẩn bị nuôi cá và đang có ý định đang nuôi cá bảy màu. Thì video hôm nay là nói chung là mình chia sẻ kinh nghiệm với tổng kết lại trong quá trình mình nuôi cá. Thì anh em mới bắt đầu nuôi cá cần những điều kiện gì? Thì trong quá trình mình nuôi thì mình đã tổng kết được 5 điều kiện cần thiết trước khi bắt đầu nuôi cá nha. Video này dành là cho những anh em bắt đầu nuôi và chuẩn bị nuôi đang có ý định nuôi, chứ không những dành cho anh em đã nuôi rồi nha. Điều kiện thứ nhất mà anh em muốn nuôi cá là anh em phải có đam mê nha. Đam mê thì mới thực hiện mà nuôi cá được. Chứ anh em mà không có đam mê á là anh em nuôi về mà một hai bữa anh em cá nó chết là anh em nản, anh em nghỉ hết à. Đam mê là anh em phải học hỏi. Thì học hỏi đi đâu? Bây giờ anh em lên YouTube rất là nhiều anh em chia sẻ kinh nghiệm lên chảnh nuôi cá chảnh hết. Anh em cứ học hỏi tìm hiểu từ từ. Nói chung là con cá bảy màu là mình tìm hiểu nè, tập tính rồi nó ăn uống sao, nó bệnh gì cơ bản trị bệnh nó sao, mình phòng bệnh á. Đó anh em học thuộc hết những cái đó. Anh em học coi đi coi lại, lên YouTube coi đi coi lại nhiều lần thì anh em sẽ thuộc lòng hết. Lúc đó là anh em có kinh nghiệm chút đỉnh rồi đó. Tóm lại nuôi cá này phải có đam mê các bạn. Những người đam mê là ai? Học sinh, sinh viên, công nhân, mấy chú mà về hưu rồi đó. Nói chung là đối tượng mình nuôi cá bảy màu này rất là đa dạng, ai cũng có thể nuôi được. Học sinh thì chơi mấy con cá dễ dễ tiền, sinh viên thì chơi con cá tầm tầm tí. Còn mấy người mà làm công nhân viên văn phòng rồi làm có tiền có thu nhập á, chơi cá dữ hơn tí. Còn mấy chú cô chú về hưu là chơi những con cá đẹp để ngắm, để giải trí, để nói chung là để giết cái thời gian mà đi làm, đi quên cái thời gian mà ta rảnh rỗi. Mà mình cũng vậy, mình cũng nuôi cá là mình đi làm giết thời gian bớt để giảm stress bớt. À xong nói chung là làm việc cũng căng thẳng lắm, nhức cái đầu lắm. Hồi lúc trước mình, tôi nói chung cái đầu mình nó nhức liên tục luôn, nhưng mà sau này mình tìm đến nuôi cá để làm gì? Để mình xả cái chết mình, người cho mình thoải mái hơn. Rồi, cái điều kiện thứ hai để anh em nuôi cá là cái gì? Đó là anh em phải chuẩn bị chỗ nuôi. Đó, cái vị trí nuôi con cá là cái chỗ nuôi á, là mình phải nuôi ở đâu, nuôi chỗ nào, vị trí nào, thích hợp với sử dụng hồ nào. Đó là điều kiện thứ hai. Là nói chung là vị trí với mình chọn hồ, hình thức nuôi. Thì ở đây là mình nuôi ở ngoài trời, mình tận dụng, nói chung là mình mới đầu nuôi, mình đâu có thể xây nguyên cái dàn hồ xi măng được đâu. Nếu mà xây nguyên hồ dàn hồ mà xi măng tốn trên cả chục triệu các bạn. Còn mình làm cái này là tiết kiệm nè, lấy những cái thùng ốp từ cái chỗ bán dừa hải sản, xong mình về mình cắt ra nó lủng hết rồi các bạn. Bạn thấy nè, nó cắt nó lủng hết rồi, thấy chưa? Nó bị lủng hết rồi nên về mình phải dốt lót bạc. Nó chỗ cái hồ nuôi nè với vị trí nuôi nè, mình cái này mình cũng nằm suy nghĩ dữ lắm nha các bạn. Mình suy nghĩ chắc cũng khoảng hơn nửa tháng đó, mình nên nuôi cái nào. Nuôi nếu mà thùng xốp còn nguyên thì anh em nuôi thùng xốp nguyên, còn mình là thùng xốp nó bị lủng nên mình phải chọn hình thức là lót bạc lại là bạc gì. Nói chung là có nhiều loại bạc, bạc xanh với bạc đen, mà mình nuôi cái bạc đen này mình chọn cái quyết định là mình chọn cái bạc đen này các bạn. Bạc đen này là bạc ba gem, nó dày, mình sử dụng được để ngoài nắng được 5-6 năm. Còn cái bạc xanh với bạc vàng á, anh em mà thường thấy á, thì cái bạc đó là anh em mà để ở ngoài á thì ngoài nắng á thì khoảng chừng 1-2 năm là nó mục thôi. Bạc này thì nó rất là dày luôn nè anh em, à thấy chưa. Anh em có điều kiện thì nuôi hồ kính, mấy hồ kính có vàng lọc đồ. Mỗi nhà mỗi một điều kiện khác nhau. Học sinh sinh viên kiếm cái góc nhỏ nào đó, mua cái thùng mót hoặc lấy cái mấy cái thùng mấy cái hũ gì đó nuôi. Đó, nói chung là tùy theo mỗi người. Đó là điều kiện thứ hai. Sao mình tổng kết lại là điều kiện thứ nhất là mình phải có đam mê. Đam mê mới học hỏi, tìm tòi, nó dùng người con cá bảy màu. Thứ hai là anh em phải có vị trí với hồ nuôi. Còn điều kiện thứ ba, anh em muốn nuôi cá bảy màu là mình nuôi cá dòng nào. Cá bảy màu hiện tại trên thị trường tới 50-60 giờ anh em ta lai tạo ra, giờ tôi nói chung bây giờ mình đếm không thể nào mà tính hết được, nên tính cá bảy màu trên toàn thế giới này giờ người ta lai tạo ra tới 60-70 dòng rồi. Mà giờ mình nghiên cứu mình nuôi cái dòng nào phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, cái dòng nào dễ nuôi nhất đó, anh em chọn cái dòng đó. Mình mới có làm cái clip là ba cái dòng bảy màu mà anh em mới nuôi, mới tập chơi nên chơi đó, thì mình đã nêu rồi. Mình có quay clip anh em chưa xem ra nhắn ra đó xem. Thì hôm nay mình nói lại là cái dòng thứ nhất là full gold, cái dòng thứ hai là cái dòng double, ba cái dòng đỏ. Thì ba cái dòng đó thì mình thấy nó dễ sống. Còn mấy cái dòng kia mà mấy anh em mà mới chơi về đừng có chọn mà mấy cái dòng mà thí dụ như là coi red e ha, mấy con mà full red ha. Xin lỗi các bạn, mấy cái dòng đó là phải đòi hỏi cái kinh nghiệm chơi mới được nha các bạn. Mấy con mà mắt đỏ rồi đó, mấy con đó tuy nó đẹp thiệt nhưng mà nó rất là khó nuôi, nên anh em phải cẩn thận nuôi, tập chơi những cái dòng cơ bản nhất. Mình cũng vậy thôi anh em, mình cũng mới đầu chơi thì mình cũng chơi đây là dòng full gold, tập chơi full gold đó, thấy không, nó đẻ số lượng anh em, tại vì giờ nó chui vô trong kia hết rồi nè.
thì mới tập chơi mà nuôi full gon nó đẻ, mình nuôi về nó đẻ ra như số lượng như vậy là anh em đã thành công rồi đó. Đó thấy chưa, này là mới được có nửa tháng thôi đó anh em, mà còn ở trong kia nè, nó trốn trong kia rồi anh em mà chưa thấy cho hết á. Coi dòng thứ hai mình muốn nói mà anh em mới tập nuôi là chọn dòng cá gì nữa, đây là dòng Dumbo, đây là dòng Dumbo Red Tide. Thì dòng Dumbo này nó có ri bông hoặc không ri bông, nói chung là giờ nắng quá nó cháo quá anh em không thấy rõ không đó, thì anh em cũng thông cảm. Thì Dumbo thì nó sinh sản nó cũng dạng trâu bò lắm các bạn. Thì cá con nó bên đây, đây là cũng dòng nữa, dòng nó cũng rất là đẹp luôn anh em. Đây là dòng Dumbo mua sắc, thì nó cũng thuộc dòng nhà Dumbo thôi, mà cái dòng này thì nó cũng trâu bò đó, nhưng mà sinh sản của nó thì theo mình kinh nghiệm mình thì mình nuôi hôm nay thì sau một tháng mình nuôi thì cái dòng Dumbo này nó chỉ sinh sản mới dòng của anh Tần ở đây, nó sinh sản ít hơn mấy cái dòng kia. Thì thêm một dòng nữa mà mình chia sẻ với các bạn là đây dòng đỏ. Dòng đỏ thì dòng đỏ nó có nhiều dòng đỏ lắm bạn, dòng đỏ Indo, dòng đỏ BDS H1. Nói chung là mấy con dòng đỏ thì anh em, dòng đỏ BDS H1 thì nó hơi mắc tí, còn dòng đỏ này thường Indo này thì nói chung là cũng được rồi. Cá con thì trong cái bầy này mà cá con mình nó sinh ra cũng nhiều lắm bạn. Đó anh em thấy chưa? Dòng thứ tư mình muốn giới thiệu lên các anh em luôn là dòng một dòng cũng rất là đẹp, dòng Wilcoy nha anh em. Thì nó đẻ ra số lượng thì anh em cũng thấy rồi. Đây nè, để mình cho lại coi. Cái dòng này thì nó cũng dạng trâu bò mà đẻ lại cũng nhiều nữa. Đó. Nó nằm ở bên đây là rất là nhiều rồi. Thì cái dòng này cái bầy này cũng mới có khoảng nửa tháng thôi mà đẻ số lượng thì chắc khác chưa, trên mình nhìn thấy cái đám này tính ra chắc cũng nhiều lắm, đếm không hết. Nay mai khoảng tháng là mình sẽ lựa cho các bạn những con nó lên đầu đỏ hơn kìa. Rồi, điều kiện thứ tư anh em muốn nuôi cá là cần gì nữa? Phải tìm được cái chỗ cung cấp nguồn cá uy tín, chất lượng, cá đẹp, rẻ. Đó, thì tìm ở đâu? Cái chỗ nào anh em thấy trong lòng tin tưởng thì anh em đến chỗ đó, anh em mua bắt cá. Vậy cả mình luôn nè, lần đầu tiên bắt cá về ngay cái trại không uy tín, về chết hết một bầy 40 cặp, anh em tin không? Đó là cái đau đầu vấp ngã đầu đời của mình em bước trước khi bước vô mình chơi. Nếu mà mới đầu chơi mà anh em mà bị một cái chạy cá nó đưa cho những con cá mà bệnh về nuôi khoảng chừng 2-3 bữa chết thì anh em nản không? Nếu mà cá nó lội như vậy nè là anh em cứ mua cho mình. Còn con cá mà nó yếu á là nó sẽ nó lội là chất nước không? Con cá thì thấy nó lội không? Nó lội nhanh. Đúng không? Những cái bầy mà cá mà nó lội nhanh á là nó khỏe mạnh các bạn. Điển hình là mình nói một số cá thôi. Không, nó thấy mình là nó bu lại nó như vào nó ăn là mấy con cá nó khỏe mạnh. Điều kiện thứ năm là nó rất là quan trọng nè. Anh em phải có tiền. Có tiền mới làm được bốn cái điều kiện trên. Nói chung mà anh em mình làm giáo luôn, không có tiền không có làm được gì hết. Đúng không? Cộng mà điều kiện thứ năm là anh em phải, bây giờ nói chung là mình nói phải là vừa túi tiền của mình. Nói chung là cái túi tiền mình tùy theo cái túi tiền của mình. Túi tiền mình ít, mình mua 1-2 cặp, mình về mình cho sinh sản, xong mình là lấy con đó mình nuôi lên 3 tháng mình cho sinh sản tiếp. Còn không có tiền, đố các bạn thực hiện niềm đam mê bằng cái gì? Bằng niềm tin à, đúng không? Phải vậy, phải có tiền. Thì tóm lại video hôm nay thì mình nêu ra 5 cái điều kiện anh em mới bắt đầu và chuẩn bị có ý định nuôi cá thì phải anh em phải thực hiện đúng 5 điều kiện của mình trước khi anh em bắt cá về nhà nuôi. Đó, nói chung là điều kiện nào cũng quan trọng mà. Nó thực hiện đam mê mà mình phải tìm hiểu học hỏi. Mình cũng vậy thôi, mình là cũng một người 20 năm trước mình nuôi cá bảy màu nó khác hoàn toàn chứ bây giờ 20 năm nay là lúc mình nuôi cá là mười mấy tuổi á, mình hay là mình gần 30 rồi, nó khác nhau hoàn toàn luôn, khái niệm nuôi cá nó khác nhau luôn, nên mình phải học hỏi lại từ đầu. Đó, thì anh em cũng chia sẻ này để anh em tránh bị trường hợp mua về nuôi cá thất bại thôi. Rồi, thì video của mình tới đây là tạm kết thúc. Các bạn thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình, nhấn cái chuông để mình có video mới thì anh em sẽ được người xem trực tiếp đầu tiên. Rồi, với lại vô kênh TikTok Phúc Ruby Farm, mình trên đó mình sẽ show cá trên đó. Anh em nhớ ủng hộ mình. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong clip sau. Bye bye.